Vâng, em Xưởng Làm Xe Tuấn Anh xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Xưởng Làm Xe Tuấn Anh trong buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba, ngày 10 tháng 1 năm 2023. Thì bên xưởng em lại tiếp tục chào bán cho anh em một chiếc xe min dọn mới màu đỏ cho anh em chơi Tết. Chiếc này là chiếc cuối cùng của năm 2022 âm lịch và cũng là chiếc đầu năm 2023 dương lịch. Thì đây là một chiếc xe cuối cùng bên xưởng em dọn trong năm 2022 này. Thì em xin chào bán cho anh em chiếc xe này để anh em chơi Tết. Đây là một chiếc xe dọn để tri ân tới khách hàng, tri ân cho anh em để anh em có xe chơi Tết và anh em về chạy luôn và không phải đặt hàng. Chiếc này thì được bên xưởng em dọn full mới với màu đỏ zin. Đỏ này thì anh em chơi Tết chào đón năm 2023 cực kỳ là đẹp. Em xin phép chào bán chiếc này với giá 25 triệu. 25 triệu có bớt ngay lộc lá cho anh em, bớt luôn 1 triệu cho anh em đến tận xưởng lấy. Anh em ở xa thì em bao ship hoặc là chở đến tận nhà, anh em thanh toán nốt tiền cho em. Đấy là chiếc này, chỉ có một chiếc duy nhất này, ngày cuối năm em ưu đãi cho anh em thôi. Và em xin chào bán với giá 25 triệu bao ship cho anh em và có bớt lộc lá cho anh em, bớt luôn 1 triệu cho anh em đến tận xưởng lấy nhá. Đấy, em đi chi tiết một vòng cho anh em xem chiếc xe 25 triệu này nó có những cái gì. Thứ nhất thì chiếc này đã dọn full mới và đơn giá khá là cao, nhưng mà hôm nay em chào bán cho anh em chỉ có 25 thôi. Em sẽ đi một vòng này. Đấy, em đi một vòng rồi nhá. Thì em sẽ bây giờ em sẽ đi chi tiết này. Thứ nhất là phần vỏ thì bên nhà em vẫn là sơn ô tô, sơn bảo hành cho anh em luôn nhá. Vỏ sơn ô tô này, khung sườn bên nhà em sơn tĩnh điện hoàn toàn này. Đấy, máy móc thì được bên xưởng em bắn cát để mộc này. Đấy, bắn cát để mộc, ốc lục giác được bên nhà em lắp toàn bộ phần lốc ngoài này, nắp chụt côn đầy đủ này. Xe thì đã được lắp một chế Mikuni đời mới anh em nhá. Xe này đã lên full rồi. Cái phần bô này được bên nhà em xi mạ lại này, bô tròn xoe này. Đấy, xi mạ lại này. Vòi vay hộp xích thay mới hoàn toàn, khung sườn mới. Ở cái công tắc phanh này bọn em làm chuyên về cái loại này để cho nó bền cho anh em nhé. Chứ cái công tắc zin nó rất là hay hỏng nên là em làm chuyên cái này cho anh em. Đấy, công tơ mét thì hoạt động đầy đủ, vành bánh xăm lớp mới tinh, nan hoa mới. Bắn cát để mộc, sâu công tơ mét hoạt động đầy đủ. Xe thì lắp thêm một xi nhan Atimon đời 88, xi nhan nhôm nha anh em nhé. Rất là bền. Tay nắm thể thao. Đấy, nút công tắc các thứ đầy đủ, đèn phanh đầy đủ hết. Đấy. Ngoài ra chiếc này thì bên xưởng em đánh vào tâm lý của anh em đi xe phải có thùng đựng đồ. Thì anh em đã lắp cho anh em hai cái hộp đồ này để anh em bỏ nhớt, bỏ áo mưa và đi phượt đi xa khá là tiện nhá. Đấy, tất cả phần xi mạ, đèn hậu CCB zin nguyên bản này. Đèn hậu CCB này. Đấy. Zin nguyên bản theo xe. Yên thì được thay mới hoàn toàn. Vỏ yên được gia công, được đặt hàng. Đấy, anh em theo dõi, chỉ có 25 triệu bao ship tận nhà cho anh em và bớt ngay một lộc 1 triệu cho anh em đến tận xưởng em lấy. Thì chế Mikuni khóa xăng mới. Chiếc này thì được lắp thêm một bộ côn 81 sâu côn bi lật, cần đạp mới, cần số xi mạ này. Côn 81 sâu côn bi lật nha anh em nhé. Đấy, bát cổ phốt bi vòng, thụt nhồi ti nhật đầy đủ hết cho anh em. Đây là giá khuyến mãi nha anh em nhé. Chỉ có một chiếc khuyến mãi của năm nay thôi. Xe đã lên điện bình IC Yamaha rồi. Em test phần xi nhan bên tay trái này, xi nhan bên tay phải này cho anh em này. Xi nhan phải sau này, xi nhan trái sau này. Đấy, coi đèn này. Thụt đã lên thụt nhồi chữ nhật, vành đèn của máy to anh em nhé. Vành đèn zin, vành đèn máy to này. Đã được xi mạ lại toàn bộ này. Thụt nhồi này, đấy. Thì yên đã thay mới, điện đóm đã lên điện bình IC Yamaha rồi. Tất cả chi tiết đều được làm mới hoàn toàn từ con ốc đến bu lông nha anh em nhé. Anh em có nhu cầu xin liên hệ với xưởng qua số điện thoại 0353252351 cũng như Zalo của em để đón chiếc xe này về chơi Tết nhé. Và cũng chỉ còn một chiếc duy nhất của năm 2023 này là đầu năm em chào đón cho anh em là một chiếc xe này để anh em về chơi Tết và không phải đặt hàng gì hết. Có xe chạy luôn, xe thì số khung số máy chuẩn đét 100%. Số chiếc zin. Đấy, bây giờ em sẽ test phần nổ máy cho anh em nhé. Xe đã lên điện bình IC Yamaha rồi. Chỉ
cần đạp nhẹ chân phát là đổ ngay ra anh em nhá. Đó, máy móc thì bên nhà em làm em phút xít như cù rồi, anh em không phải làm gì nữa. Đấy, đèn đó các thứ hoạt động đầy đủ này, đèn pha sáng rực rỡ luôn, anh em đi buổi tối trong hết pha cốt đầy đủ này. Đó, đèn báo này đầy đủ này. Rồi, đèn cộng phanh trước, đèn trước sáng đầy đủ. Đặc biệt là chiếc này có mô nổ khá là hay anh em nhá, mô tây này nổ khá là hay. Cái bô này nổ khá là hay nhá anh em nhá. Anh em nghe được rất là hay này. Thứ hai nữa là con này là hơi cốt 3, hơi 11, hơi tây ngược nhá anh em nhá. Hơi 10 ngược, hơi tây 11 ngược này. Cốt 3 thôi anh em ạ. Chạy rất là ăn ít xăng và tiết kiệm, máy thì khỏe êm. Thì anh em nào có nhu cầu thì xin liên hệ với xưởng em qua số điện thoại 0353251. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo của xưởng. Em cũng tiếp tục làm nốt một chiếc Simson cho chú khách ở Ninh Bình nữa là bên xưởng em nghỉ nhá. Đấy, em đang thay đồ này. Đây thì anh em có nhu cầu xin liên hệ này. Xin chào, hẹn gặp lại anh em. Cảm ơn anh em. Chúc anh em luôn may mắn trong cuộc sống, vui vẻ, hạnh phúc.